Trưa ngày 13 tháng 8 2014, tổ trinh sát thuộc đội đặc nhiệm công an thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao 3 đối tượng cho công an phường 4 quận 5 để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, trên đường tuần tra, các trinh sát phát hiện Nguyễn Quốc Huê, 33 tuổi ở quận Tân Phú, chạy xe máy 50D2-4572, lưu thông trên đường An Dương Vương chở theo Trần Quốc Khanh, 38 tuổi, ở quận 11 có dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Khi đến giao lộ với Lê Hồng Phong, Huê cho xe quẹo phải và dừng trước số nhà 190 thuộc phường 4, quận 5. Cùng lúc đó, Trần Thị Nguyên, 53 tuổi ở quận 4, chạy xe máy 59V1-25592 tới và đưa cho hai đối tượng một túi ni lông. Ngay lập tức, các trinh sát ập vào bắt quả tang và đưa về trụ sở công an phường 4, quận 5. Sau khi kiểm tra, tang vật thu được trong giỏ sách của Nguyên là 68 túi ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy, cùng 40 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Nguyên khai đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Khanh đã có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Cả hai đối tượng Huê và Khanh khai đều nghiện ma túy, đang đi mua về sử dụng thì bị bắt giữ.